Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh QS News Khí tài quân sự. Lệnh cấm vận vũ khí sát thương đã được Hoa Kỳ chính thức gỡ bỏ vào năm 2016 trong chuyến công du của Tổng thống Obama đến Việt Nam. Tuy nhiên, xuất khẩu của Mỹ cho quân đội ta vẫn bị giới hạn ở tàu cảnh sát biển đã qua sử dụng, các tàu tuần tra cao tốc cỡ nhỏ, máy bay không người lái cỡ nhỏ, vũ khí phi sát thương hay hỗ trợ đào tạo binh sĩ. Và đến nay, với việc công khai gạ gẫm bán các tiêm kích F-16 cho Việt Nam, có vẻ như Hoa Kỳ đã có những tín hiệu tích cực hơn trong việc nới lỏng các chủng loại vũ khí mà họ chuyển giao cho quân đội ta. Việc Hoa Kỳ có thể bán các vũ khí sát thương cho Việt Nam chắc chắn sẽ làm anh bạn láng giềng Trung Quốc đứng ngồi không yên. Vì suy cho cùng, Trung Quốc vẫn luôn có tham vọng chiếm trọn khu vực Biển Đông với chính sách đường lưỡi bò vô cùng phi lý và không được quốc tế công nhận. Đặc biệt, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn luôn xem Việt Nam là đối thủ chính trong các tranh chấp về chủ quyền tại khu vực Biển Đông, nơi có nguồn tài nguyên phong phú và tuyến vận tải biển qua khu vực này cũng được cho là quan trọng bậc nhất thế giới. Vậy, trong trường hợp Mỹ đồng ý bán cho Việt Nam các chủng loại vũ khí hiện đại và uy lực của mình, đâu sẽ là những loại khí tài quân sự khiến quân đội nhân dân Việt Nam lột xác mạnh mẽ, đồng thời khiến Trung Quốc lo lắng? Mời các bạn cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay của kênh QS News Khí tài quân sự. Hiện đại hóa quân đội là một trong những mục tiêu theo đuổi của chính phủ Việt Nam trong thời đại mới. Quá trình hiện đại hóa quân đội bao gồm các mảng như đổi mới phương thức huấn luyện, tăng cường quản lý chặt chẽ, mua sắm và chế tạo các loại vũ khí trang bị mới. Những năm gần đây, nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp vũ khí truyền thống là Nga, quân đội nhân dân Việt Nam đã có những động thái thay đổi chính sách quốc phòng khi tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí. Có thể kể đến là Israel, Ấn Độ, tiếp khắc Ba Lan và đặc biệt là từ Mỹ. Với Hoa Kỳ, từ khi bình thường hóa quan hệ và dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận về vũ khí sát thương, Việt Nam đã có một số hợp tác về quốc phòng và chuyển giao một số vũ khí từ Mỹ. Có thể kể đến như hai tàu cảnh sát biển lớp Hamilton có trọng tải 3.200 tấn, đây vốn là các tàu của lực lượng tuần duyên Mỹ đã được loại biên. Ngoài ra, Mỹ cũng đã chuyển giao các xuồng tuần tra cao tốc cỡ nhỏ Metan Sắc UAV trinh sát biển Scan Eagle hay thiết bị âm thanh tầm xa LRAD phi sát thương. Có thể nhận thấy, đây là các thiết bị quân sự nhỏ hoặc đã cũ và chủ yếu nhằm mục đích nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong các nhiệm vụ tuần tra đảm bảo chủ quyền trên Biển Đông trước các căng thẳng với Trung Quốc. Với Việt Nam hiện tại, quan hệ với Hoa Kỳ đã đạt đỉnh và trong điều kiện quân đội ta đang hướng tới việc hiện đại hóa và nâng cao năng lực quốc phòng, thì đây là những vũ khí có thể Việt Nam sẽ ưu tiên lựa chọn theo quan điểm chủ quan của kênh QS News Khí tài quân sự. Máy bay vận tải quân sự C-130 Hawkwind. Lockheed C-130 Hawkwind là một máy bay vận tải đa năng hạng trung, 4 động cơ tuốc bin cánh quạt không vận chiến lược của nhiều lực lượng quân sự trên toàn thế giới. Tính đến nay, đã có hơn 40 phiên bản và biến thể khác nhau đang hoạt động ở trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. C-130 có chiều dài xấp xỉ 30m, sải cánh 40,4m, tầm bay 4.600 km, cùng khả năng chuyên chở 20 tấn hàng hóa. Ban đầu, máy bay chỉ được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ như một máy bay vận tải quân sự. Tuy nhiên, sau khi nhận ra sự đa dụng của dòng máy bay này, thân máy bay đã được các kỹ sư tối ưu hóa thiết kế để có thể đáp ứng được nhiều nhiệm vụ khác nhau như tìm kiếm cứu hộ, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thời tiết, tiếp dầu trên không và làm nhiệm vụ cứu hỏa. Bên cạnh đó, C-130 cũng có thể trở thành máy bay vũ trang hạng nặng, làm nhiệm vụ tấn công mặt đất từ trên không. Khi đó, máy bay vận tải quân sự này sẽ được trang bị hai khẩu pháo gan tinh 6 nòng, cỡ 20mm, có khả năng bắn 6.000 phát trên phút. Ngoài ra, C-130 còn có thể được trang bị một pháo lớn hơn, là Bofors cỡ 40mm. Hỏa lực của khẩu pháo này có thể gây thiệt hại lớn cho các lực lượng đối phương dưới mặt đất. Đặc biệt, với khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn hoặc các đường băng dã chiến, thì C-130 là lựa chọn hoàn hảo và hiệu quả để quân đội ta thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho các đảo thuộc quần đảo Trường Sa,
Hiện nay, năng lực vận tải đường không của Quân đội Nhân dân Việt Nam khá hạn chế, khi chỉ được trang bị các máy bay trực thăng Mi-8, Mi-17 và CASA C-295. Trong đó, hiện đại và có khả năng chuyên chở lớn nhất là 3 chiếc CASA C-295 được quân đội ta trang bị từ năm 2014. Tuy nhiên, khả năng chuyên chở của dòng máy bay này cũng khá khiêm tốn, khi chỉ mang được tối đa 9 tấn so với 20 tấn của C-130. Vì vậy, việc trang bị bổ sung các máy bay vận tải quân sự lớn hơn là vô cùng cần thiết. Và một khi được trang bị, các máy bay C-130 sẽ góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả, cũng như năng lực vận chuyển đường không của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiêm kích hạng nhẹ F-16 Fighting Falcon. Các bài phân tích của truyền thông Trung Quốc cho rằng, nếu Việt Nam mua được F-16, kể cả là cũ từ Mỹ sẽ tạo ra ưu thế vượt trội so với J-15 hay Su-30 MK2 mà Trung Quốc đang trang bị cho các lực lượng quân đội của mình. Chưa kể, nếu xét tổng hợp các yếu tố giá thành cũng như tính năng, đây là ứng viên sáng giá nhất để thay thế cho các tiêm kích đánh chặn MiG-21 đã nghỉ hưu. F-16 là chiến đấu cơ đa năng có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, với trọng lượng cất cánh 20 tấn. Chiến đấu cơ này có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 2.410 km/h, tầm tác chiến trên 550 km và trần bay cao trên 15.000 m. F-16 được đánh giá là tiêm kích đánh chặn hiệu quả khi được trang bị các công nghệ điện tử hàng không rất hiện đại, hệ thống dẫn hướng quán tính mới, hệ thống định vị toàn cầu GPS. Đặc biệt, radar AN/APG-68 có chế độ tự động phát hiện và bám bắt, tầm trinh sát tối đa lên đến khoảng 300 km đối với máy bay cỡ lớn, hoặc 110-180 km đối với mục tiêu là các loại tiêm kích. Với hệ thống radar này, F-16 còn có thể theo dõi được 10 mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa tiêu diệt 6 mục tiêu cùng lúc. Đặc biệt nhất, F-16 là máy bay chiến đấu đầu tiên dùng hệ điều khiển fly-by-wire, hay còn gọi là bay bằng dây. Điều này có nghĩa là khi nhận lệnh, máy tính sẽ tự điều chỉnh máy bay theo ý của phi công mà không cần thao tác quá nhiều. Thêm vào đó, tiêm kích đánh chặn này có khả năng mang tới gần 8 tấn vũ khí dưới cánh, gồm tên lửa chống bức xạ AGM-88, bom thông minh JDAM, đạn tấn công ngoài tầm phòng không, hay pháo 6 nòng cỡ 20mm. Đặc biệt, F-16 còn đáng sợ hơn khi được trang bị tên lửa không đối không AIM-120, có tầm bắn lên đến 180 km, đạt vận tốc lên tới Mach 4, tức là khoảng 5.000 km/h, và có cơ chế dẫn đường quán tính, cùng radar chủ động. Có thể thấy, một khi không quân ta được trang bị các tiêm kích F-16 từ Mỹ, cùng với số lượng lớn các tiêm kích Su-30 MK2 đã được mua trước đó, sẽ góp phần gia tăng đáng kể sức mạnh của Không quân Nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ không phận nói chung, cũng như bảo vệ chủ quyền tại các đảo thuộc khu vực Trường Sa nói riêng. Tàu chiến đấu ven bờ LCS. Như các bạn đã biết, nước ta nằm ở phía tây của Biển Đông, có 3.260 km đường bờ biển kéo dài từ Bắc xuống Nam, bao bọc toàn bộ sườn Đông, Nam và Tây Nam của Tổ quốc. Bên cạnh các lợi thế về kinh tế biển, việc có đường bờ biển tương đối dài cũng là thách thức lớn cho các lực lượng quân sự của quân đội ta trong việc chống phong tỏa, xâm phạm và đổ bộ đường biển. Vì vậy, theo kênh QS News khí tải quân sự, việc tăng cường thêm các tàu chiến được thiết kế riêng biệt cho nhiệm vụ tác chiến ven biển là tương đối hợp lý. Tàu chiến đấu ven biển, hay còn gọi là LCS, là một loại tàu chiến tương đối nhỏ, đã được Hải quân Mỹ phát triển đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ tại những vùng nước đông ven biển, nhằm ngăn chặn địch tiếp cận bờ biển, cũng như có thể di chuyển ngoài khơi dọc theo đường bờ biển của đối phương. Các tàu LCS vốn có ưu điểm về thiết kế nhỏ gọn, cùng khả năng di chuyển nhanh và cơ động tốt. Vì thế, nó có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ giám sát và tác chiến chống ngầm, cho đến các hoạt động đặc biệt và hậu cần. Ngoài ra, chúng có thể thực hiện quét sóng siêu âm để tìm thủy lôi và phóng vũ khí chống lại tàu ngầm của đối phương trong chiến đấu. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận các cảng và khu vực ven biển của tàu là điều mà những chiến hạm có mớn nước sâu hơn không thể làm được. Hiện tại, trong biên chế Hải quân Mỹ đang có hai lớp tàu chiến ven bờ là LCS-1 Freedom và LCS-2 Independence. Phiên bản LCS thứ nhất do hãng Lockheed Martin đóng, thuộc lớp Freedom có chiều dài 127,8m và rộng 30m, lượng giãn nước 2.600 tấn. Nó có tính năng tàng hình ưu việt, được thiết kế theo kiểu đóng rời và lắp ghép các module nhiệm vụ. Trong khi đó, LCS-2 được đánh giá cao hơn ở mức độ tàng hình, khả năng tiếp nhận số lượng lớn máy bay
và đã tích hợp thành công tên lửa chống hạm tầm xa lên tàu. Với thiết kế 3 thân độc đáo, các tàu tác chiến ven bờ lớp Independence có khả năng hoạt động ổn định, bất chấp sóng gió và dông bão. Tàu có thể tác chiến độc lập hoặc tác chiến theo đội hình nhóm. Máy bay tuần tra hàng hải. Máy bay tuần tra hàng hải vốn là một thế mạnh của nền công nghiệp phát triển vũ khí của Hoa Kỳ. Trong đó, hai mẫu máy bay tuần tra hàng hải tốt nhất của Mỹ là P-3 Orion và P-8 Poseidon, được xem là hai mẫu máy bay tuần tra hàng hải tốt nhất thế giới hiện nay. Hãng sản xuất vũ khí Lockheed đã chế tạo chiếc P-3 dựa trên khung của chiếc máy bay thương mại L-188 Electra vào những năm 1960. Chiếc P-3 được phân biệt với chiếc Electra nhờ có chiếc đuôi giống như một mũi kim rất đặc thù, có tên gọi Mad Bomb, được sử dụng để tìm dấu hiệu từ tính của tàu ngầm. Qua nhiều năm, chiếc máy bay đã có rất nhiều điểm mới trong thiết kế, đáng chú ý nhất là các gói nâng cấp hệ thống điện tử. Mặc dù đã ra đời khá lâu, tuy nhiên P-3 Orion vẫn còn đang được sử dụng bởi khá nhiều lực lượng hải quân và không quân của các nước trên thế giới, chủ yếu có nhiệm vụ tuần tra lãnh hải, trinh sát, chống hạm và chống ngầm. Trong khi đó, P-8 được xem là một hậu duệ khủng của P-3 khi được trang bị radar AN/APY-10. Khi hoạt động ở chế độ radar khẩu độ tổng hợp, nó sẽ cho phép phát hiện, phân loại và nhận diện tàu chiến ở trạng thái tĩnh, tàu cỡ nhỏ và giám sát vùng ven biển. Còn khi ở chế độ radar khẩu độ tổng hợp với độ phân giải cao, sẽ cho phép phát hiện, phân loại và theo dõi tàu ngầm nổi trên mặt nước, tàu thuyền di chuyển tốc độ cao ở vùng ven biển. Không chỉ vậy, P-8 Poseidon còn được trang bị thiết bị quét hình ảnh độ phân giải cao, có thể phát hiện được kính tiềm vọng của tàu ngầm, cũng như mang theo các phao thủy âm để thả xuống vùng nghi ngờ tàu ngầm đối phương đang hoạt động. Ngoài khả năng tuần tra hàng hải, P-8 còn được trang bị hàng loạt loại vũ khí như bom chìm, ngư lôi MK-54 và tên lửa đối hạm Harpoon, bố trí ở 5 vị trí trong thân và 6 điểm treo dưới cánh. Với Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng ta đang thiếu các máy bay do thám tầm xa thế hệ mới để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra trên biển, tác chiến chống ngầm, chống hạm, tình báo, giám sát và trinh sát. Vì vậy, nếu có thể mua được P-3 hoặc P-8, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cũng như khả năng bao quát được khu vực Biển Đông rộng lớn. Đặc biệt là quanh khu vực các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nơi đang có nhiều căng thẳng liên quan đến vấn đề chủ quyền. Trực thăng tấn công AH-64 Apache. Trong chiến tranh hiện đại, vai trò của trực thăng chiến đấu ngày càng trở nên quan trọng. Với Việt Nam, chúng ta đã từng sở hữu các trực thăng tấn công đúng nghĩa. Vào cuối những năm 1970, Việt Nam được Liên Xô viện trợ một số trực thăng vũ trang thuộc biến thể Mi-24A, biến Việt Nam trở thành quốc gia có lực lượng trực thăng tấn công mạnh nhất khu vực Đông Nam Á vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sau khi hết niên hạn hoạt động, các trực thăng tấn công Mi-24A đã được quân đội ta loại biên hoàn toàn vào những năm 2000. Đến nay, vẫn chưa có loại trực thăng tấn công đúng nghĩa nào được Việt Nam tái trang bị để lấp vào khoảng trống mà các trực thăng này để lại. Hiện tại, khi quan hệ đã tốt đẹp hơn, trong trường hợp Mỹ đồng ý bán các vũ khí sát thương và Việt Nam có tình hình tài chính tốt, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến việc đưa các trực thăng tấn công tiên tiến nhất của Hoa Kỳ vào biên chế của Không quân Nhân dân Việt Nam. AH-64 Apache là máy bay trực thăng tấn công của Lục quân Mỹ, là thế hệ kế tiếp của máy bay trực thăng Bell Cobra. Nó được thiết kế bởi hãng Hughes, sau đó được phát triển bởi hãng McDonnell Douglas và hiện tại được hãng Boeing sản xuất. Apache có thiết kế tiêu chuẩn dành cho trực thăng tấn công, với buồng lái hai phi công được bố trí ngồi trước sau. Phi công phía trước điều khiển máy bay, còn phi công phía sau kiểm soát hệ thống vũ khí. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, cả hai phi công đều có thể điều khiển máy bay và sử dụng vũ khí. Apache có tốc độ tối đa đạt 293 km/h, tốc độ hành trình 265 km/h, bán kính chiến đấu 480 km, phạm vi hoạt động tối đa 1.900 km, cùng trần bay 6.400 m. Là một máy bay trực thăng chiến đấu đa năng tấn công tầm gần, nên Apache có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau. Thiết kế hai cánh phụ bên hông với các bấu treo của trực thăng này có thể mang theo 16 tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, giá phóng rocket không điều khiển Hydra 70mm, tên lửa không đối không tầm thấp AIM-92 Stinger. Bên cạnh đó, dưới bụng trực thăng được trang bị một pháo tự động M23 030mm với cơ số đạn 1.200 viên.
Và theo thông tin được nhà sản xuất công bố, mỗi chiếc trực thăng này, cùng với lượng vũ khí tiêu chuẩn đi kèm, sẽ có giá từ 52 đến 61 triệu đô la Mỹ. Tổng kết lại, việc quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ được nâng lên ở mức đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra cơ hội tiếp cận các vũ khí hiện đại cho quân đội nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, một khi Mỹ đồng ý bán các thiết bị quân sự mới, chúng ta cũng sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn liên quan tới việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như đào tạo nhân lực vận hành. Vì bộ đội ta vốn đã quen sử dụng các vũ khí có nguồn gốc từ Nga hay Liên Xô trước đây. Bên cạnh đó, một rào cản khác cũng đáng được quan tâm khi thiết bị quân sự của họ nổi tiếng có giá thành khá cao so với các vũ khí cùng chủng loại của Nga, Trung Quốc hay nhiều nước khác. Các bạn nghĩ sao về khả năng Mỹ sẽ chuyển giao thêm vũ khí hiện đại cho Việt Nam, cũng như danh sách mà kênh vừa liệt kê ở trên? Hãy cho chúng mình biết bên dưới phần bình luận. Video này được biên tập và dàn dựng bởi QS News Khí tài quân sự. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích, thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.